Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip Chi Pu đập hộp quà tặng của Huỳnh Hiểu Minh. Trên hộp quà là tấm thiệp viết tay từ tài tử Trung Quốc với dòng chữ nắn nót, Chi Pu xinh đẹp rạng rỡ. Khi ở đây, bạn chỉ cần tận hưởng cảm giác đạp sóng lướt gió trong hành trình này là được. Lời lẽ trong thiệp y hệt như bài đăng mà nam diễn viên dành cho Chi Pu đã đăng trên Weibo của anh. Bên trong hộp quà có nhiều món đồ hữu ích khác bao gồm nón rộng vành, ống tay chống nắng, băng gối, xịt mũi, dụng cụ y tế, thuốc, tinh dầu, đồ bịt mắt, trà gừng, bình nước, các sản phẩm chăm sóc da. Thú vị nhất là máy chơi game cực đáng yêu khiến Chi Pu rất bất ngờ. Dân tình cũng choáng vì sự tinh tế và chu đáo mà nam diễn viên thần điêu đại hiệp dành cho ngôi sao đến từ Việt Nam. Cuối video, Chi Pu không quên dành lời khen cho Huỳnh Hiểu Minh. Mình cảm thấy chuẩn bị được hết những thứ này là siêu chu đáo luôn ấy mọi người. Cảm ơn anh Huỳnh Hiểu Minh đã quan tâm đến tỷ tỷ bọn em sẽ cố gắng hết sức tập luyện và biểu diễn thật tốt trong chương trình. Trước đó, Huỳnh